nhà ơi. Đây là sinh nhật nghệ nhân Hoàng Bé cả nhà. Đây là chủ nhân này. Đứng lên, đứng lên. Anh có phải nghỉ việc không? Bật lửa đi nào. Không hút thuốc. Anh có điểm gì đó? Không hút thuốc. Người nào xa sân hả sân rồi. Anh bây giờ cầm mic từ ra đưa cái mic cho em chuyên để anh phụ nói mấy câu không được không? Thân cái này mà giằng đấy. À cái nói 62 62 2 6 để mượn mic cho nó. À 62. À vâng thưa quý vị, chúng ta hãy những người anh chị em cùng cô chú anh chị thì đã được mời đến đây để tham dự một tiết mục sinh nhật rất là vui của nghệ nhân Hoàng Bé. Vì vậy chúng ta hãy lên đây nhiệt tình đứng ở đây giao lưu cũng như là hôn đứng câu hát bài hát hát keo không biết chúng ta hát tày đúng không ạ? Tôi sẽ quay đầy đủ này, các nghệ nhân đến tham dự thì rất là đông và vui. À, ông có xin phép ông biết nhìn cái chữ tuổi nó ở chỗ nào, không thấy cái tuổi đâu cơ. Em Tuyết nói bao nhiêu tuổi em nói đi. Cái tuổi nào? Chưa, chưa. Cái tuổi. Cái tuổi ở đây là bao nhiêu? Anh đang thổi xong mới, thổi, à, hát xong mới thổi. Hát xong mới thổi là 45, tuổi là 45. Tí nữa, anh còn giới thiệu cái gì? Tuổi là 45, chỉ mời, chỉ mời thôi. Cái là hết rồi đúng không? Bây giờ. Anh còn nói gì nữa không? Giới thiệu gì nữa không? Không có giới thiệu gì. Không giới thiệu gì. Không. Thì em nói đi, em nói đi. Cho tiền giới thiệu cho đây. Em bé vòng không. Bây giờ là sinh nhật của chị bé thì chúng ta sẽ hát nghe bài. Mic cầm mic đi. Ở trong đi. Là đâu cầm mẹ. Anh Thái. Sinh nhật 4 năm à? 45 năm. 4 năm. Đưa về đây. Lùi vào đây. Em thôi. Sang bên này cùng nhau. À thưa mọi người, bây giờ giây phút rất là hồi hộp vì em Hoàng Bé thì gọi theo kiểu Tây Nguyên gọi là 40 năm mùa lúa. Tức là 40 năm mùa xuân ở nhà. À, tuy rằng là 45 mùa xuân nhưng mà bây giờ trông còn rất là anh chị em ơi, chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật của chị Hoàng Bé nào. Một hàng vừa đầy chú ru. Kê chú ru. Hát đi hát đi. Vỗ tay. Hãy vỗ tay đi. Chúc mừng sinh nhật của Hoàng Bé. Chúc mừng sinh nhật. Vỗ tay to lên. Thôi chấm vào là được rồi. Bây giờ chấp tay vào ước nguyện đi. Bây giờ cho chị bé phát biểu cảm tưởng với anh chị em chúng ta. Đôi lời cảm động quá. Cảm ơn đại vì nó bay từng hoàn là sinh nhật nó ngả. Bye.
Rồi hát tặng một câu nữa. Nàng ơi, trái lá cần rũ tầm tia quay, vạt con mỹ hôi à du bàn khóc. Trái miền Nam óc má đầy bươn, chạy bay mưa gửn thì à đâu du mình vằn đây tỏ mới chạy mà thứ sinh ở Nhật móc lấy trái không bị răng mà tăng tăng thứ nòn mân sền tay giấy về quê kem tặng như nón cắm mà chúc bay nà bay nà bị té ké nè toàn ập nhan sắc mi lai xe bay nà đây mọi cân thương điệp hay quá hay quá em cha nhà má tầm mà miền Nam nắng mà đứng đuổi nó nó ngả cả mơ là vì nó môi gần quan là đây nó quan là nhân là anh kia đang theo hướng rồi đúng rồi tí này anh kia chúc bài đây anh kia chúc một câu đang theo chúc một câu nữa là cánh cùng điệp quay mọi người chung một câu rồi mới chung một câu đi cho nó đẹp. Nó ngà cũng cả con hà lai thì nó ngơ. Hay quá, giờ tiếng thao chúc. Ngoan à đây mà cha lính đây ơi à dô. Mà đây rung lại à cơ mà du à này cầm mỗi văn mà mỗi đây ơi rồi mà đã đỏ cơn là vui là vẻ
mà sinh nhật nào đây ơi là ai nhìn ra với mọi cơn nào đâu nào đứng đi vì vô chất ngà chức ngà nó đúng rồi, mỗi người một khúc, mỗi người một khúc, đúng rồi. Tới tới kia, tới kia, tới kia. Tới tới chị rồi. Tới thao thao hát xong ra chỗ khác thôi, đối đối. Thao ơi. Đưa đi mấy cô, hát hát thôi đi xuống, hát đi xuống. Anh đứng đứng vào gần. Anh Tuyền, Tuyền lên, anh Tuyền. Anh đưa đưa máy cho em cờ hát ra. Anh lên đi. Anh là không hát, không chịu hát. Thao tư thao quay cho chuyển lên đi. Chuyển lên đi. Mọi cánh hát kỳ bài chúc nó hát vì nó nơi. Chuyển cho tới khúc rồi đưa anh quay cho. Nhòm cung bầu chắc chở bóng lê sắc. Chuyển, chuyển người gần, chuyển đứng gần vào, chuyển người gần, chuyển đứng gần hát. Đứng qua đi. Nói chuyện đứng gần. Chuyện giờ chết rồi. Mọi cánh lẽ ngồi phèn mới thấy non nơi. Thôi chuyện, cúc lên đi, quay quay cho. Cúc lên kẹt đi, cúc lặng nữa. Đưa quay cho. Anh đang đọc cái mẹ đang đọc cho nó lại quên này của đây. Cho mấy gần đi anh. Soi chúc sinh nhật của nó mỏi quằn đầy rung rương hơn giọt phê chạy dù tan cốt tâm chài chúc nón mọi văn hôn hi nón gần thèm thèm pí câu mà lại mùa xuân khâu hòa phía mây mát hết pin, hết pin rồi. Chúc ngân vàng đá bình gia đình đầy an nhàn hạnh phúc trải cung so so chúc cầm ơi lòng phé hở nón xa gần đầy bạn tình bạn bè mọi chỗ đẹp mời thương trải soi chúc nón gân cầm nhát rèo ước nguyện của nó chân ở đây
hải văn đầy xin mà khay bấu bơ chúc đôi tình thua mẹ của không. Nó giặc 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 có sớm về giặc có sớm về hai tiếp cân thân tròn thân ngờ thai bên hết pin lấy cái mic kia lấy cái mic kia trai số chúc lấy cái mic đổi mic à là lẽ hoàng tết thôi em mà làm luôn cả đổi mic em đang quay phim mà vỗ tay vỗ tay của nòng hay và thật ta mi bi nòng đâu ná mà thân mỏi à cân má tu cả mung nòng bé xin ngã nhật đây vui vẻ lần lần và là sinh nhật chúc cả mừng nón lớn chúc như non ngã bao bữa thắp hơi bày thêm lại bia càng đây nón lớn kinh đấy trong ngả hoa mạnh khỏe mưa na đây vui vẻ nâng nòng cũng chúc mọi cơn dù nay mọi nhà cần mà đó đây miếng là nó hay nó đội mũi luôn đúng không đội vào đó nó ngà phúc tổ lại chân hết kim đấy em đang ngà trung tòa rung bên hà ya thím hà bầu nhưng thêm lúc cả xa nhà thương điên mọi nhà cần cùng nhà nhân quê nhưng đồng ngựa tinh và căn chúa mà thân thì nay vì nhà chúng nồng nhây đồng ngựa và tôi cần thấy đàng hoàng nón nữa. Alo, xin cảm ơn chị, các anh các chị nghệ nhân rất nhiều nha. Bây giờ mời các anh các chị xuống vị trí bàn ghế ngồi đi. Lăng đầy đoàn Lạng Sơn và Bắc Cạn có một món quà nho nhỏ tặng em Hoàng Bé. Anh thay mặt đại diện cho đoàn tặng. Hát đứng qua bên này đi, hát đứng qua bên này đi. Bị nón ơi và nắng nay bị mà thân chẳng vui lại nón ơi bầu mi lăng hư nó mi ăn và bóng hoa ăn biếng thôi ta bị ngắm áo
sứ Bi Hoa sứ nỡ lòng. Các chàng vỗ tay thật to lên, quá tuyệt vời. Thôi bây giờ xuống dưới ngồi đi nhỉ, chắc được rồi nhỉ. Cảm ơn các anh chị nhân ảnh và bạn vui đời. Một ngày không xa sang năm giờ này anh em mình lại gặp nhau. Cảm ơn em mà chút khỏe rất nhiều. Vâng, thay mặt chị Hoàng Bé cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Vâng, giờ mời các anh chị xuống bàn ngồi uống nước xong rồi chúng ta lại tiếp tục giao lưu văn nghệ. Ý anh nó hẹn là xuân 36 bây giờ mới 35 mùa xuân chưa được. À bao trùng khánh. Văn xe mạng đấy, xe mạng đấy, xe mạng nó êm hơn. Ở dưới này xa xa loa xe mạng được mà. Nè cán bộ. Tối hôm qua còn ở thành phố, đang ở Trà Lĩnh. Em bảo nhá, con biết nó nick nick gì? Nick. Em chia sẻ gửi vào đâu cho anh? Đàm Tinh á? Đàm Tinh. Đàm Tinh bà này ở trong nghệ nhân nhà ở Trà Lĩnh, bà này cổ thụ mà. Bà này là bà kỷ nhân già mà, không biết 70 tuổi rồi. Hát cái bài đấy á, bài đấy em bây giờ em mới nghe hả? Bà đang nghe lâu rồi mà, nghe cả 2 năm rồi mà. Đang ở phố hay ở quê vậy? Hả? Đang ở phố hay ở quê vậy? Đang ở phố hay ở quê? Mấy hôm nữa, hôm nào ấy nhắn tin thì gặp trao đổi tí. Cái mẹ đang ở Trà Lĩnh, đang hát ở Trà Lĩnh. Bà tình gặp suốt mà lại gì đâu. Nó cái dàn đối đáp ai cũng gặp hết. Ý là gặp em hỏi cô ba cái bài hát em soạn của lễ hội vừa rồi á.
không, ý là em in cho họ tập hết rồi, ý là gửi cái phôi đấy cho anh cho tập ba cái bài đấy mà, gửi cái phôi đấy anh về anh in ra cho để nó tập á, hả? Sao? Khó nghe quá. Với lại là em có cái lời thu âm không? Với lại anh lấy cái lời thu âm để ghép cái hình ảnh ở đó với cái lời thu âm của phòng thu âm đó. Thế anh đang quay đâu ồn quá, để hôm nào gặp trực tiếp nói chuyện nhé. Bà mà chồng được cái gì rồi? Hay không? Chồng mẹ bà đó. Bà mẹ chị. Bà là mẹ. Mẹ bà mẹ chị. Ya vui ya vẻ
non cùng chúng nhà đồng quê mọi văn thanh và kế công gần là sen khâu hoa bền thông cần đa dạng luôn.